Chào các bạn, đây là cái cây chanh mình đây, mình chiết đây. Thì mình đã chiết cách đây một tháng rồi. Đây mình, đây nè, nó ra mạnh hơn rồi. Đây là cây chanh bông tím. Đây các bạn, muốn chiết thì các bạn cần gì? Đây phân trùng quế các bạn. Đây là sơ dừa. Là các bạn chọn hai hỗn hợp lại với nhau. Bạn cho một miếng nước vào. Khô thì tiếp tục cho vô. Cho cái hỗn hợp này nó hơi ướt một tí, mình vắt nè. Vắt mà nó chảy ra một chút xíu thôi là được. Là như vậy được các bạn. Nếu các bạn cần một bịch ni lông. Rồi, sau khi cho vô này thì các bạn lấy một sợi dây thun mình buộc lại. Các bạn buộc, mình nhớ các bạn buộc xong thì nhớ đừng có buộc sát vào đây, mình buộc nới ra tí xíu. Để khi mình đằng ra thì nó sẽ chạy lên trên. Rồi. Đây các bạn chọn cái cành đầu cành và nó cũng đừng lớn quá, nó bằng ngón trỏ các bạn là vừa. Cái tay tách bóc tách. Nào các bạn. Rồi như vậy là xong rồi. Giờ mình sẽ buộc cho đây. Các bạn lấy dao. Rạch một đường lên. Cho nó một cái khoảng hở. Rồi, các bạn ốp cái phần này vào cái chân máy ghép. Rồi đây các bạn. Nào, như vậy là mình đã xong rồi. Ở trên này nó có những cái trái này các bạn. Các bạn nhớ là lấy kềm cắt bỏ, không có để trái này. Đó, những cái cành nào mà nó nhỏ này, các bạn cũng cắt bỏ đi. Cành tiện rồi, như vậy bây giờ là hoàn chỉnh rồi. Rồi mình sẽ cắt nó đi, cái cành này mình cắt đi. Mình sẽ gỡ cái bịch này mình đem trồng vô trong mát. Rồi sau đó mình đã nhận được giống. Rồi chào các bạn, chúc các bạn thành công.